nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp đặt một cái Stanley chữ X. Ở đây Stanley chữ X thì mình sẽ có hai loại chính. Một là loại thường. Loại thường thì toàn bộ chân, bốn cái chân này bằng nhựa ép, bốn cái chân chống chính bằng nhựa, và một cái chân trong giữa thì cái này nó bằng sắt. Cái thứ hai là loại Stanley chữ X cường lực. Ở đây cường lực cầm chắc chắn, rất là chắc chắn, nó nặng. Cái thường này nó nặng chỉ khoảng 0,4 cân thôi, nhưng cái chữ X mà loại cường lực này nó sẽ nặng lên đến 0,7 cân. Nghĩa là không được, khi mà chúng ta lắp đặt lên thì nó nhìn nó sẽ rất là chắc chắn. Phía đây chữ X loại cường lực thì nó gồm có bốn cái chân này, ba cái chân dưới này, tất cả đều bằng sắt hết. Và hai cái thanh này, hai thanh nhựa phía trên này thì là con nhựa ABS, nó cũng là nhựa đàn hồi nên là nó bền. Khi chúng ta lắp đặt thì nó gồm có hai phần chính thôi, thì chúng ta sẽ có phần trên và phần dưới, và chúng ta sẽ nhận vào lỗ của nó thôi. Nhé vào lỗ. Ở đây là chữ X kích thước 60 x 6. Còn một loại nữa to hơn đấy là 0,8 x 1,8. Thì thông thường thì tùy thuộc vào cái mục đích sử dụng của chúng ta thì chúng ta sẽ lắp đặt. Thì ở đây chúng ta lưu ý là đối với cường lực, loại cường lực thì chúng ta sẽ lắp hai cái đầu trên này. Chúng ta kiểm tra ở trong túi nhé, kiểm tra trong túi, kiểm tra trong túi hoặc là nó sẽ sót rơi ra để hai cái đầu đấy, thì chúng ta sẽ có lắp được cái chữ X đấy. Chúng ta nhìn vào chữ X thì để nhìn ra các bạn đấy. Tiếp theo là gì ạ? Chúng ta sử dụng tấm in thường đây in của Tendi chất liệu là PP, thì chúng ta sẽ sử dụng chất liệu PP, hoặc là có nhiều bạn thì sử dụng bằng máy clip, hoặc là cũng có thể sử dụng bằng bảng và thông thường. Thì ở đây chúng ta chữ X thì kích thước đây là 0,6 x 6. Chúng ta đổ lỗ ure 4 tóc của tấm in. Chúng ta sẽ bắt đầu lắp đặt hai tấm trên trước. Chúng ta lưu ý nhiều bạn mua về hỏi là không lắp được, bởi vì là chiều dài chiếu nhà thì chúng ta bắt đầu kéo phần phía trên lên, kéo lên để chúng ta lắp đặt cái hai cái phần phía đen ở chân dưới này, chúng ta có thể kéo được đây, di chuyển được. Đấy, cái chữ này rất là đơn giản, lắp vào chỉ có lắp vào đúng 4 lắp của nó là được. Rồi, như vậy chúng ta đã lắp xong một cái Stanley chữ X cường lực. Thì ở đây Stanley chữ X cường lực thì nhìn sẽ chắc chắn hơn cho các bạn. Tuy nhiên thì cái nhược điểm của nó là nó thừa ra một phần này, thì lúc này chúng ta sẽ nhìn nó sẽ thừa ra. Còn đối với trường hợp mà Stanley thường ấy, thì nó sẽ không thừa ra nữa, nó đứng tận chân luôn. Thì bây giờ chúng ta tháo ra, thì bắt đầu chúng ta tháo ra tất cả bốn cái lót này ra, tháo từ từ ra. Đấy, thì chúng ta sẽ lưu ý. Đấy, như vậy chúng ta tháo ra xong, bắt đầu chúng ta lại rút hai chân trống ra. Đấy, rút hai cái chân nhựa ra. Đấy, chờ nhau. Đây thì đối với Stanley thường ấy, loại thường thì cũng lắp đặt như vậy, nhưng mà đây các bạn để ý thấy nó sẽ yếu hơn. Loại thường yếu hơn rất là nhiều. Thì chúng ta sẽ tùy thuộc vào, ví dụ loại thường chúng ta sử dụng một hai lần thì chúng ta có thể mua, nhưng nếu mà sử dụng nhiều thì chúng ta sử dụng loại cường lực kia để chúng ta sẽ mua được. Chúng ta lắp đặt nó chắc chắn. Đây, loại này cũng được lắp 4 góc mà. Chúng ta lắp 4 góc. Đấy, loại này thì chúng ta nó sẽ dài tận chân luôn. Đấy. Loại này thì nó sẽ kín tận chân. Máy nó tự sẽ. Đấy, đây là chữ X thường. Đấy, các bạn nhìn nó sẽ tới chân luôn. Đây, loại thường nó sẽ bấy hơn, còn loại cường lực thì nó chắc chắn. Thế đây là các bạn lắp đặt như vậy.